Chào anh em, trên bàn mình lại là những chiếc iPhone. Và ngày hôm nay mình lại làm video về những chiếc iPhone anh em nhé. Thì cái chủ đề ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ nói về hàng Reifobit. Bởi vì thực tế là iPhone Reifobit được rất là nhiều anh em hỏi mình là có nên mua hay không. Và đấy là những hàng như thế nào ấy. Bởi vì anh em cũng được biết, mình sẽ thống kê những chiếc iPhone được bán ra thị trường mà được những cái đơn vị người ta quảng cáo, những thị trường hay người ta hay nói đến ấy, là gồm có iPhone nguyên siêu chưa kích hoạt đúng không, mới 100%, iPhone cũ, iPhone Line New, Near New, rồi iPhone chưa bảo hành, trả bảo hành, rồi iPhone CBO, rồi iPhone Reifobit. Cái khái niệm iPhone Reifobit thì thực ra là anh em biết rất là nhiều, rất là lâu rồi, ngày xưa rất là nhiều. Thì Reifobit là gì ấy? Thì mình phải nói với anh em là dịch ngay từ Reifobit ra có nghĩa là tân trang. Thế nên là nói về tân trang iPhone thì anh em cũng biết luôn đúng không? Tân trang rất là nhiều thể loại tân trang. Như là chính hãng có tân trang, chính hãng Apple ấy, người ta cũng tân trang, người ta bán tân trang bởi một hãng thứ ba được ủy quyền của Apple, rất là nổi tiếng, chẳng hạn, rất là uy tín trong ngành tân trang điện thoại. Hay là tân trang bởi ngay cái ông thợ ở gần nhà anh em ấy, cũng gọi là tân trang, cũng gọi là Reifobit. Thế nên là để mua hàng, chúng ta cũng sẽ phải biết cách để phân biệt những hàng tân trang đó là như thế nào. Phải biết cách là chúng ta phải mua đúng là tân trang chuẩn của Apple hay là tân trang của hãng thứ ba thì mới là tốt. Còn cái tân trang của ông thợ bên cạnh nhà anh em hay là tân trang của những ông thợ ở Trung Quốc ấy, thì những cái hàng đấy nó gọi là hàng dựng luôn rồi. Và mình cũng đã nói rất là nhiều cái vấn đề về hàng dựng rồi đúng không anh em, cho nên anh em không nên mua. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về vấn đề tân trang của hãng này, anh em sẽ phân biệt như nào nhá. Thì hiện tại là mình không có cái, chưa còn chiếc nào là tân trang của hãng ở đây. Thì anh em biết tân trang của hãng Apple ấy, thì bao giờ người ta sẽ bán là dạng máy mới, hay còn được gọi là hàng CPO, iPhone CPO. Thì nó Apple người ta sẽ đến những máy như nào nào? Đó là những chiếc máy mà được sản xuất ra nhưng nó không thể qua nổi cái vòng test để chúng ta có thể đem ra bán tại thị trường. Đó là những chiếc máy hàng trả bảo hành được đem về Apple tân trang lại, mông má lại, sửa sản xuất lại để đem ra thị trường bán máy mới. Là những chiếc máy được trưng bày tại những Apple Store chính hãng và được Apple thu lại và tân trang và bán ra. Chính vì thế những chiếc máy hàng CBO anh em sẽ thấy là nó sẽ sau thời gian sản xuất, nó không phải bán là cùng thời với những chiếc máy hàng thương mại bình thường, và nó bán được sau khoảng 1 năm. Và những chiếc hộp của nó sẽ không giống những chiếc hộp của những chiếc máy bán hàng thương mại bình thường. Và anh em có thể nhìn thấy đây là chiếc hộp màu trắng, và bên dưới nó có sẽ có hàng chữ là Sorry Free Out, có nghĩa là hàng CBO anh em hay gọi là CO ấy. Cái này thì dịch ra tiếng Việt nó là có chứng thực bởi chủ sở hữu, có nghĩa là có chứng thực bởi Apple, có được Apple người ta chứng thực là sản phẩm là hoàn toàn sử dụng bình thường và bán ra bởi Apple luôn. Những sản phẩm này người ta có bán tại Apple Store online này, có bán tại Apple Store tại những Apple Store tại trên thế giới, tại gần Việt Nam mình có Singapore, và những bán được tại những thương gia tại Việt Nam anh em đều biết là nó bán rất nhiều hàng siêu và rẻ hơn hàng mới vài triệu đồng, và hoàn toàn là đầy đủ phụ kiện và máy hoàn toàn là mới bình thường. Đó là chiếc máy Reifobit bởi chính hãng mà anh em mua rất là tốt. Bởi vì giá vừa rẻ này, lại mới này, lại được bảo hành Apple 12 tháng, hoàn toàn những chiếc máy đều được bảo hành Apple tại 12 tháng, đặc biệt những chiếc máy Reifobit đấy đều được bảo hành tại chính hãng tại Việt Nam luôn. Mình nhớ không nhầm, hiện tại bây giờ chính hãng người ta yêu cầu hóa đơn. Nhưng mình biết là hàng Reifobit thì người ta sẽ rất là nhẹ nhàng hơn trong vấn đề yêu cầu hóa đơn đấy. Thế là anh em yên tâm mà mua những chiếc máy đấy nhờ. Nhưng hiện tại những chiếc máy nó cũng khá là hiếm đấy, không phải nhiều đâu, bởi vì đâu có nhiều để cho anh em mua đâu, đâu Apple nó có hỏng nhiều để người ta sửa chữa lại đâu. Và phân biệt những chiếc máy thì đơn giản thôi. Ở đây thì mình không có, nhưng mình sẽ có một chiếc máy để mình nói cho anh em biết nó cụ thể hơn như này. Hầu như những chiếc máy CBO anh em đi mua trên thị trường mới là anh em yên tâm là hộp này nó đều là có cái hộp màu trắng mà mình để cho anh em xem như này nhé, và có chữ có tên máy, chứ không giống những cái hộp mà bản thương mại bình thường và bao giờ có chữ CBO bên dưới. Đằng sau lưng máy thì nó chỉ có thông tin về email và thông tin về thời gian đóng gói thôi, chứ không có thông tin cụ thể hơn là bao nhiêu ghi và bao nhiêu ghi như ở trên thông tin và quảng cáo trên hộp có những cái gì như ở chiếc máy thương mại bình thường. Đó là hàng CBO. Còn ở trên máy thì nó sẽ hiển thị như nào. Bây giờ mình có 2 chiếc máy ở đây, thì các bạn có thể, anh em có thể nhìn thấy là cái số máy này là có cái kiểu khác nhau. Ví dụ như trên chiếc máy này có chữ là N đứng đầu và trên này chữ M đứng đầu, thì nó đã phân biệt ngay được cái thị trường, cái mức độ nó bán ngay từ đầu nhé. Thì tất cả những cái máy mà có chữ M đứng đầu ở đây là chúng ta sẽ biết đây là những chiếc máy được bán ra thương mại bình thường. Còn những chiếc máy mà có chữ N đứng đầu là hàng trả bảo hành. Còn những chiếc CBO thì có chữ F đứng đầu,
có chữ F đứng đầu anh em nhé. Ở đây thì mình không có để cho anh em xem rồi, nhưng mà anh em lưu ý là có chữ F đứng đầu là hàng CVO. Nếu đóng trên những chiếc hộp màu trắng mà lại chữ N, hay đóng trên những chiếc hộp màu trắng lại có chữ M, thì mình khẳng định với anh em luôn, đó chỉ là cái hộp thôi. Và đó là một cái máy được tân trang bởi những ông thợ bên cạnh nhà anh em, hoặc là những ông thợ tại Trung Quốc, và đóng vào đấy cho anh em. Tất nhiên rồi, check trên hệ thống bảo hành thì những chiếc máy đấy cũng đã bị kích hoạt rồi đúng không anh em. Còn những chiếc máy mà chưa kích hoạt thì nó sẽ thông báo trên hệ thống như nào, anh em cùng nhìn vào màn hình nhá. Mình đã copy, mình đã lên trên mạng và mình lấy cái hình này cho anh em. Đây là những chiếc máy chưa kích hoạt phải như này nhá. Còn những chiếc máy mà có nút xanh như này này, đấy, mấy nút xanh như này là những máy đã kích hoạt rồi. Còn những máy mà không có email ấy, thì đó là những chiếc máy bị hệ thống Apple bỏ đi rồi. Đó là những chiếc máy Revobit bởi chính hãng, em yên tâm mà mua là những máy như thế nhá. Thứ hai, đó là những chiếc máy được Revobit bởi những đơn vị thứ hai, đơn vị thứ ba, những đơn vị được Apple ủy quyền. Thì mình được biết kinh nghiệm của mình trong cái thời gian làm điện thoại ấy, thì mình được biết là chỉ có duy nhất, gần như là duy nhất mình được thấy là có một hãng được Apple ủy quyền, đó là một công ty bảo hiểm tại Mỹ. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Ngay chiếc máy ở trên tay của mình đây, đó là một chiếc máy Revobit của cái hãng đấy, có tên là Asurion. Anh em có nhìn không? Đây là một công ty bảo hiểm về điện thoại di động tại Mỹ, rất là lớn. Nó bán ra cũng giống như mình bán 50 gói bảo hiểm của bên mình, trong trường hợp anh em bị mất cắp này, trong trường hợp anh em bị rơi vỡ này, trong trường hợp anh em bị tai nạn gì đó, thì công ty này nó sẽ đổi cho anh em một chiếc máy khác. Và những chiếc máy mà anh em bị làm sao đấy, bị hỏng, bị vỡ đấy, thì nó sẽ mua lại, thậm chí là chỉ là vỡ kính thôi, chỉ là bị móc vỏ thôi, chỉ là móc vỏ xấu nhá, là nó sẽ thu lại và đổi cho anh em một chiếc máy mới, bởi vì nó là công ty bảo hiểm mà. Thế nên là những chiếc máy đấy thì nó sẽ làm như nào, đó là nó sẽ tân trang lại, nó sẽ refurbish lại. Và những công ty đấy rất là công ty lớn, được Apple người ta hoàn toàn cho phép nó làm, nhưng với một điều kiện là mình đã sưu tầm một số ảnh ở trên mạng như này nhá, anh có thể nhìn thấy đó, là phải in thông tin cụ thể, là ví dụ như ở trên chiếc máy iPhone X mình đang cầm trên tay này, nó sẽ có một thông tin như này này. Đó, các anh em có thể nhìn thấy này, là tái sản xuất lại bởi Asurion, nếu dịch tiếng Việt đấy, hoặc là refurbished by Asurion này, hoặc là gì đó, nhưng là phải của Asurion như này nhá. Thì đây mới là những chiếc refurbished của những cái hãng được ủy quyền Apple chuẩn 100%. Những chiếc máy này ấy thì nó sẽ không có cách phân biệt ở bên trong máy. Ví dụ là nó sẽ cũng là N thì cũng có lưng đằng sau, cũng có thể là F cũng có lưng đằng sau, cũng có thể là M như thế này. Và cũng được, đây là những chiếc máy thương mại thường này, nó không ấy, và cũng được sau như này đó, chúng ta có nhìn thấy nhá. Ở trên đây mình cầm trực tiếp hai chiếc máy hàng Refurbished bởi mặt hãng thứ ba. Những chiếc máy này thì có nên mua hay không, thì cái này thì nó dựa vào niềm tin của anh em thôi, anh em có tin cái hãng Asurion hay không. Cá nhân mình là thợ thì mình rất là tin cái hãng này, bởi vì cái hãng này cũng khá là lớn và được Apple người ta đồng ý cho phép làm những việc này. Những chiếc máy của những chiếc của hãng này là ở bên Mỹ hoàn toàn được bảo hành bình thường. Tất nhiên là về Việt Nam mình thì Apple Việt Nam mình không chấp nhận rồi. Mình phải nói thật với anh em là nếu mà trong trường hợp mà nó còn bảo hành trên hệ thống ấy, mà đem đã Apple Việt Nam ấy, thì chưa chắc Apple Việt Nam đã nhận đâu. Bởi vì là nó đã được in cái thông tin khác, đây không phải bởi Apple rồi. Nhưng ở bên Mỹ thì Apple Mỹ hoàn toàn là cho phép việc này, bởi vì đây là công ty bảo hiểm rất lớn, người ta ký hợp đồng Apple người ta làm nhá. Thế nên những cái hàng như này ấy, thì hoàn toàn yên tâm là người ta sẽ dùng những linh kiện chuẩn này, người ta sẽ dùng những linh kiện của những chiếc máy này và lắp vào chiếc máy kia để tân trang lại cho những chiếc máy hoàn toàn mới, và người ta bán ra để người ta thu hồi lại một cái phần chi phí người ta đã trả cho những chiếc máy của những người ta đã mua bảo hiểm đó. Thế là những cái hàng Refurbished là rất là tốt. Còn cái hàng Refurbished mà anh em không nên mua là hàng gì à? Là hàng Refurbished, hàng tân trang lại bởi những ông thợ tại gần nhà anh em. Bây giờ thì đơn giản lắm, tại Việt Nam thì máy của anh em bị vỡ kính này, anh em có thể đi ép chỉ có vài trăm nghìn thôi, vài trăm nghìn anh em ép kính này. Hay là trường hợp mà anh em có thể đem đến anh em thay vỏ cũng hoàn toàn thường, thay lưng hoàn toàn thường, có vài trăm nghìn là anh em có thể là có một chiếc máy đẹp hơn rồi. Đó là những cái hàng tân trang bởi những ông thợ gần nhà anh em ấy. Hoặc là ngay đơn giản thôi, anh em biết là ở Trung Quốc mà nó nhiều mà, bên thẩm quyến, chợ thẩm quyến ấy, là người ta có thể chọn bên này, bên kia, bên này, bên kia, người ta dựng lên một chiếc máy cho anh em, đó là chiếc máy dựng. Đó cũng có thể được coi là hàng Refurbished. Cũng có nhiều người ta quảng cáo nó sẽ là hàng Refurbished. Và những cái hàng đấy nó sẽ là như nào, hoàn toàn là như những chiếc máy được thương mại là bình thường, nhưng hoàn toàn là như chiếc máy cũ của anh em. Còn để phân biệt những cái hàng đấy với những cái hàng zin ấy, thì phải nói thật với anh em là khả năng phân biệt của chúng ta ấy chỉ đạt được mức độ vài chục phần trăm thôi, chứ không phải khẳng định là 100% là chúng ta có thể phân biệt được. Anh em có thể xem lại những cái video hướng dẫn chọn mua máy của mình ấy, để chúng ta có thể chọn, để chúng ta có thể đưa ra những kết luận chuẩn nhất, để chúng ta lọc những cái sản phẩm đấy ra, để chúng ta có yên tâm là chúng ta có thể mua được hay không, đúng không? Bởi vì là những cái hàng dựng như thế chất lượng sẽ rất là kém, không được ai chấp nhận cả, không được Apple, không được những hãng lớn người ta chấp nhận.
Linh kiện là những linh kiện như thế nào nhỉ? Linh kiện là những linh kiện trôi nổi, có thể là linh kiện thì bóc từ con này sang con kia giống như Asurion thì rất là tốt. Nhưng nếu nó là linh kiện mà được sản xuất bởi bàn tay người Trung Quốc ấy, bởi những cái thiết bị rẻ tiền ấy, thì không bao giờ nó đạt được tiêu chuẩn của những linh kiện của Apple, và những cái chiếc máy đấy hoàn toàn có thể hỏng bất cứ lúc nào, rất là rủi ro cho người anh em mua, đúng không? Thế nên ấy, đơn giản thôi, để mua được những chiếc máy này Refurbished chuẩn, sau lưng có in hình, có Asurion, là Refurbished của một hãng được Apple chấp nhận. Refurbished chuẩn của Apple là những chiếc máy đóng hộp có Sebo. Refurbished chuẩn nó là như thế. Còn nếu anh em có thể tin tưởng Apple là có thể tin tưởng Asurion, anh em có thể mua. Còn không thì tốt nhất là anh em cứ chọn một chiếc máy nguyên zin, tìm những đơn vị uy tín tại Việt Nam. Bởi vì là những chiếc máy mà được quảng cáo nguyên zin nhiều khi là Refurbished của Trung Quốc, đúng không? Đó, đơn giản như vậy thôi nhé. Mình nói lại một lần nữa, cái Refurbished là gì nào? Refurbished là tân trang, là những chiếc máy được tân trang em nhé, chứ không phải là chiếc máy được bán ra thương mại bình thường là nguyên zin đâu. Nhưng tân trang bởi ai mới là quan trọng. Thế nên là anh em cứ thể là yên tâm mà mua. Nếu có Asurion của Apple thì anh em cứ vui yên tâm là mua. Nếu là của Trung Quốc thì xem lại cái video mình đã hướng dẫn anh em chọn mua để chúng ta lọc ra chúng ta mua, đúng không? Đơn giản như vậy thôi. Đó, anh em thì muốn mua hàng bên mình thì bên mình có ship COD cho toàn quốc ấy. Nếu anh em muốn mua những cái hàng Refurbished mà có Asurion như này này thì giá nó sẽ rẻ hơn hàng nguyên zin. Giá sẽ là rẻ hơn những cái hàng mà bán ra thương mại chuẩn bình thường. Đó, thường thường một vài trăm, ví dụ đơn giản thì hiện tại là mình đang bán bây giờ là cuối tháng 2 của năm 2020 nhá, mình sẽ bán những chiếc iPhone X giá tầm 11 triệu thì những chiếc Refurbished của Asurion rất là đẹp, đẹp long lanh như này này, đó, nguyên zin như này này, thì mình sẽ bán là tầm khoảng 10 triệu rưỡi, có nghĩa là rẻ hơn khoảng 500 nghìn nhá. Để biết cụ thể thì anh em có vào đường link này, mình sẽ thay đổi giá thường xuyên luôn, thế là cho anh em cập nhật. Anh em cứ xem cái giá này đi, mình bán bao nhiêu thì trừ 500 nghìn là ra những chiếc máy Refurbished của Asurion nhá. Còn CPO thì nếu có hàng thì mình sẽ báo lên cho anh em ở trên website mlm.vn. Đó, anh em xem clip này để hiểu hơn về hàng Refurbished, anh em thấy hay thì anh em chia sẻ cho người khác cùng xem nhá. Anh có subscribe kênh YouTube đi để mình sẽ đưa ra nhiều clip hơn cho anh em. Đó, những câu hỏi anh em đưa ra thì mình sẽ trả lời hoàn toàn. Đấy, cảm ơn anh em xem clip nha, chào tạm biệt anh em.